Thị ủy Kiến Tường tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 35, 5 năm thực hiện quy định số 11 và chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị, các cấp ủy chính quyền, cơ quan, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thị xã đã nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đi vào nề nếp. Các cấp ủy người đứng đầu địa phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, từng bước khắc phục hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm gây phiền hà cho công dân. Tổng số cuộc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các cấp tiếp nhận trên 2.300 vụ việc, tỷ lệ giải quyết các vụ việc đạt tỷ lệ 100%.